Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Meta.vn mua sắm trực tuyến. Uniblend UB800 là dòng máy ép nhanh, có khả năng ép kiệt bã, chất lượng tốt. Và đây là một thiết bị hỗ trợ đắc lực cho những mô hình kinh doanh vừa và nhỏ, có lượng khách hàng từ trung bình cho đến cao. Là một thiết bị không thể thiếu để hỗ trợ đắc lực cho bất kỳ ai có nhu cầu sử dụng máy ép với chất lượng tốt và giá thành hợp lý. Trước tiên thì hãy cùng Meta check lại khả năng ép thực tế của chiếc máy ép nhanh UB800 Uniblend này nhé. Wow, rất là ấn tượng đúng không ạ? Uniblend UB800 thì gây ấn tượng với công suất lớn, khả năng ép nhanh, kiệt bã. Và máy ép nhanh Uniblend UB800 hứa hẹn sẽ là một thiết bị an toàn, giá cả cạnh tranh, chế độ bảo hành dài hạn và được ứng dụng nhiều trong mô hình kinh doanh F&B. Và để có thể gây ấn tượng được như vậy thì Uniblend cũng đã thiết kế các chi tiết rất tỉ mỉ và chất lượng. Cụ thể là thứ nhất đó là về chất liệu của máy thì Uniblend UB800 sử dụng hai chất liệu gồm có thép không gỉ và nhựa PPA free an toàn. Đặc biệt là hai chất liệu này thì cực kỳ dễ vệ sinh trong quá trình sử dụng nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Thứ hai đó là phần ống tiếp nguyên liệu của máy thì khá là lớn, lên đến 75mm. Nhờ vậy thì chúng ta có thể dễ dàng ép nhanh các loại hoa quả mà không cần sơ chế cắt nhỏ. Và đặc biệt phù hợp đối với những nhà hàng hay là kinh doanh mà có lượng khách đổ vào nhiều liên tục thì anh chị không cần mất nhiều thời gian để sơ chế cắt nhỏ hoa quả mà thay vào đó thì chúng ta sẽ tập trung vào phục vụ khách được tốt hơn. Đặc biệt là ở phần ống tiếp cũng như là phần thân máy thì được thiết kế với nhựa trong suốt để chúng ta có thể dễ dàng quan sát được quá trình xay ép ở bên trong và cũng không tạo cảm giác là chiếm nhiều diện tích ở trong quầy bar hay là nhà bếp. Tiếp đến là phần lưỡi dao vô cùng chắc chắn. Phần lưỡi dao với 12 khe rãnh kết hợp với động cơ thì sẽ giúp mài hoa quả và tách nước ra khỏi phần bã nhanh chóng chỉ trong vài giây. Và chúng ta quan sát video sử dụng thực tế sản phẩm thì sẽ thấy được rằng là hoa quả cứ đưa xuống lưỡi dao thì sẽ được ép một cách nhanh chóng và kiệt bã. Tiếp theo là phần lưới lọc thì xử lý được các lợn cợ có trong nước ép. Nhờ vậy mà nước ép sẽ được ngon hơn và không bị dính bã. Tiếp theo là phần chất liệu của thân máy, được làm từ chất liệu thép không gỉ, sẽ tạo sự hiện đại sang trọng và đồng thời bền bỉ theo thời gian. Phần chân đế thì có bọc mút cao su nên có thể đứng vững ở trên mặt bàn ở quầy bar, như vậy là giảm được độ rung lắc cũng như là hạn chế được tiếng ồn trong quá trình vận hành. Về tốc độ hoạt động thì chiếc máy ép trái cây này có tốc độ 1 là thấp, tốc độ 2 là cao và nút P là xung điện tốc độ cao. Và chúng ta có thể điều chỉnh từ các loại nguyên liệu trái cây mềm cho đến cứng khác nhau. Và chiếc máy UB800 này hoạt động với công suất là 800W, tốc độ vòng quay là 18.000 vòng trên phút. Nhờ vậy thì sẽ cho nước ép nhanh, kiệt bã, không bị tách nước và không gây oxy hóa. Và không thể không kể đến các chi tiết máy có rất nhiều ưu điểm. Đầu tiên là phần thanh cố định máy thì sẽ cố định máy một cách chắc chắn, hạn chế được rung lắc trong quá trình vận hành. Tiếp theo là phần bình chứa bã với dung tích lớn và bằng chất liệu cao cấp. Bình chứa nước ép cũng bằng chất liệu cao cấp và trong suốt. Đặc biệt là trên bình chứa nước ép thì có vạch chia dung tích lên đến 1000ml. Chúng ta có thể sử dụng để ép được 4 đến 5 ly nước ép cùng một lúc. Đặc biệt là trong ly nước ép thì có phần thanh gạt bọt nước. Nhờ vậy thì chất lượng của nước ép cũng được tốt hơn. Đó là các chi tiết máy, đặc biệt là trong quá trình sử dụng nếu như chúng ta muốn vệ sinh thì có thể dễ dàng tháo rời các phụ kiện ra và vệ sinh dễ dàng. Uniblend UB800 thực sự là một thiết bị lý tưởng cho bất kỳ ai muốn kinh doanh F&B và đây là một sản phẩm có mức giá hợp lý cũng như là có thời gian bảo hành chính hãng lên đến 12 tháng nếu như các bạn mua hàng tại meta.vn, một địa chỉ mua sắm online chính hãng giá tốt.
Và các bạn có thắc mắc gì thì có thể để lại comment ở dưới video hoặc là truy cập vào đường link trong phần mô tả của video để cập nhật những giá khuyến mại sớm nhất có thể. Các bạn có thể liên hệ tới hotline của Meta trong giờ hành chính để được tư vấn tại Hà Nội 024-3568-6969 hoặc tại Thành phố Hồ Chí Minh 028-3833-6666. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới.